Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bé cả sông rơi. Người ta sinh trường bởi đâu? Cảnh nở hoa
sáng rọi sơn Hà Cầm, tu đức sáng cùng vui trụ bao la này ơn nhỏ sáng rọi lòng. Sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ không cha ai từng thuyền cập bến, nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nghe lối, từ xưa con nhớ ơn ông bánh tàu cao dày. Con nhớ ơn ông bánh tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành, tuy không được trường sinh vinh kế cũng mở đường thế hệ mai sau có trăm năm một cuộc bể. Trăm năm một cuộc bể sông, tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa, chim không tổ như nhà không mái tường, ra đường ruột rối từng ven này hỏi rừng người. Nói rằng nay người ở cung tiên hay về thoại phủ trời miền sáng tân, cõi u minh hàn lâm xứ sở dốc trầm trầm, cơ mộ thu liễu cách dương quan, tấu tiên giọt nước xương xa lạnh lùng. Giọt nước xương xa lạnh lùng, sâu muôn địa hoa rừng giá thảo tượng Phật từ hướng đạo dứt lên ngày hôm nay trời tây trúc tòa. Hòa sen ngừa xin chắc giáo về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cũ, thăm phố phường dòng họ gần xa, có nơi ăn chốn ở trong nhà suy thời phù hộ.
sinh đã mừng. Chôn ở trong nhà suy thời phù hộ tình đà mừng vui, ứng mộng chim biết nghe người hiền hiện thiết lô hương lập điện tại gia có không ở tại lòng mà vẫn có ấy là phép thân, chứ sắc dục bao lần tụ tán nước bể đông với cạn ai hay có thì có từ mày. Cả thế gian này cũng không, dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, còn biết chi đâu nay muốn sang ta phải bắt câu sang ta phải bắt cầu, muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng, nay hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng thành lễ bà con kính dâng, xin giải bày mấy khúc ca văn ý à. Giải bày mấy khúc ca văn liền xin tiên tổ lai năm ma đô chi, tổ tiên dòng họ là đây kia xin giải bày mấy khúc ca văn nguyện xin tiên tổ lai năm ma đô chi, tổ tiên dòng họ là đây à, tổ tiên dòng họ là đây à.
Nam mô thế giới vô lượng thọ vô lượng quang, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên, tôn giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị, anh chị em trong thân tộc Lê, đình tộc. Ngày hôm nay rất là hoan hỷ được thiên thời địa lợi nhân hòa, tiền nhật tiền thời trong dòng tộc chúng ta cử hành nghi thức lễ khởi công động thổ trùng tu ngôi từ đường để kính cẩn tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp. Ca dao có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo làm người là nhớ đến cha mẹ hiện tiền, cũng như cha mẹ trong cửu huyền thất tổ có nơi phụng sự tổ tiên, những người có tên, những người quên tên quên dỗ, có những người chưa kịp đặt tên, cho đến hài nhi bé đỏ đều đương nhờ về ngôi từ đường để mà được hưởng lộc của tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cây thì có cội gốc, nước thì có nguồn. Trong dòng tộc của chúng ta hôm nay đã hoàn thành 90% ngôi đại từ đường để phụng sự tổ tiên, được sự thống nhất trong dòng tộc tiền thỉnh bản tự, cũng như quý đạo tín đồ Phật tử về ngôi đại từ đường nơi đây thiết lập đàn tràng tụng niệm lễ bái liêm hương để cầu nguyện. Thứ nhất đó là cho dòng tộc, anh em con cháu, hậu duệ được mạnh khỏe, bình an, thương mại được thanh thông, được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Theo dân tộc Việt Nam, đạo Phật đã truyền vào rất sớm, ngay từ thời mới khai sinh thì ông cha ta đã dạy về sau này muốn khấn ở đâu, đền chùa miếu mạo cho đến gia tiên cũng đều phải lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật làm đầu. Sở dĩ vậy, ngày hôm nay chúng ta theo gương đức hạnh của người đi trước và làm nghi thức thỉnh Phật, Phật tại tâm, thỉnh Phật, thỉnh Thánh hội đồng. Thế thì trước khi vào nghi thức của buổi lễ, chương trình buổi lễ ngày hôm nay, thì xin phép ban tổ chức, các sư thông qua cái chương trình buổi lễ. Đầu giờ chiều nay chúng ta đã cử hành nghi thức rước gia tiên về ngôi đại từ đường, và đến thời giờ này đàn tràng đại trang nghiêm thanh tịnh. Các sư xin thông qua chương trình của buổi lễ nghi thức Phật giáo trong vòng tầm khoảng 2 tiếng. Thế thì đề nghị toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em
và các cháu, tất cả các quý vị chúng ta đã vân tập về đây, nắng lòng thanh tịnh trang nghiêm và giữ cho không gian được yên tĩnh, đi nhẹ nói khẽ cùng với ban lễ nghi chúng ta hết sức trang nghiêm để buổi lễ được thập phần long trọng. Chương trình buổi lễ đầu tiên xin thỉnh ba hồi chuông trống, và sau đó là thỉnh Phật, thỉnh Thánh, thỉnh Thiên Phủ, Địa Phủ và Thủy Phủ, chư vị linh quang. Nghi thức đầu tiên là khoa cúng Phật đại khoa, thỉnh Phật, thỉnh Thánh. Nghi thức tiếp theo đó là sám tạ thổ công và điền hoàn long mạch. Sau nghi thức điền hoàn long mạch thì chúng ta sẽ vào nghi thức tuyên kinh phổ môn để cầu cho dòng tộc cũng như là quốc thái dân an, nhất là thời điểm đang dịch bệnh thì chúng ta tụng Bồ Tát Quan Thế Âm và các câu thần chú để giải trừ những các cái oan khuyên bệnh tật, và nghi thức ba thí cho chúng sinh. Đó là phần bên ngoài đàn tràng này. Sau nghi thức ngoài đàn tràng là chúng ta chuyển vào trong từ đường và làm nghi thức lễ tổ tiên, lễ gia tiên tiền tổ trong thất tổ cửu huyền. Xin lễ nhập trạch và lễ yên vị và lễ chấn trạch ở trong từ đường. Tinh toàn đồng tộc chúng đăng kiên thành cũng nghinh định lễ chư tôn Phật Thanh Ngũ Nga bái. Chiêm ngưỡng thế tôn tán khai quang. Hà sa ai mà cung kính ắt là phúc minh tăng nào. Nếu ngược lại coi xem thì bán lại ra điều kính bán tôn nhang ở trời, tội ấy phải mang ăn lân ý, chẳng tìm rõ ràng công nghi sai. Ta là giám sát ý đôi ngày chứng minh công đức trưởng lời đầu dân vận trời đất thay đổi mùa đông năm tân sửu tháng mười nhằm ngày mười rằng giờ hoàng đạo thần chúng tăng phục mê nhạc. Nếu bà quan hợp hành thiết đi bạch nhà đạo Phật thanh tựa mây che phủ mở pháp màu cứu độ dân ta trong lên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa lung ngang. Đàn chàng này tùy phương khai dạo phép trái đàn có bạn hai bên đang ngài ngồi ngự tòa xem xét xem buồn có anh cùng bên ba đường này. Trái phúc hoạch đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hữu bản chứng tình những lời
tha thiết ni tâu chỉnh kinh gần nề. Phần trời đất thay đổi mùa đông năm Tân Sửu tháng 10 nhằm ngày 15 giờ hoàng đạo thần ni chúng tăng phụng hành. Nam mô Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Ni. Cung văn năng dù hay ta phương chư Phật tu bằng ngũ phản pháp hướng hiện mái tường văn mật ba thiên đường Phật quốc phong thiêu thủy khí tu đạt địa phụ long tôn ký tăng cảm động vô thánh hiện tất thị vô tướng ảnh gần. Phật trần pháp thân do nhược hư không vô lượng công đức sở thành tiểu cô thiền tượng pháp thủy quan sái đàn tràng thứ bị danh hương phổ thân cũng nghĩ rằng dĩ thử thịnh phản nguyện kỳ hằng hà sa chư Phật chư vị Bồ Tát chư hiển thành chung giác lâm dĩ thử sám hối tội diệt phúc sinh dĩ thử cầu phúc bách phúc tử chi dĩ thử độ sinh. Tham hiện thành tăng thổ thiên ứng vũ tân đầu lư đại đức tôn giả nhã kiều trần như tôn giả ma ha ca diếp tôn giả ưu lâu tần loa ca diếp tôn giả giả la ca diếp tôn giả ta đề ca diếp tôn giả sa lợi phất tôn giả đại phục hiện liên tôn giả ma ha ca chiên duyên tôn giả lâu lâu đà tôn giả kiếp tân la tôn giả kiều phạm ba đề tôn giả ni bà đa tôn giả tất năm giả bà ta tôn giả bà câu la tôn đi giả ba có nguy lá tôn giả đan đà tôn giả tôn đà đan đà tôn giả phu lâu la di đà la li tử tôn giả tu bồ đề tôn giả át nam tôn giả na hầu la tặng thế đại đức thuyền sư nhung thần bồ tát tại thông hòa thượng mấy ngày thuyền sư anh công trí công đại đức thuyền sư lương bồ đề quân tăng châu ca ngưỡng hộ pháp di đà tôn tiền bồ tát nhị thập ngũ vị giới thập nhất thập bát vị hộ giáo giả lam thánh chúng bồ tát nguyện là chữ tôn bồ tát ma tam bất nghi bản thể phụ vận thần thông thịnh giang đạo giảng chứng minh công đức nhà ma đi. Tại bàn chân hương an chỉ tăng bái thịnh nhà vô sang dư trung tứ không tự thiên vượng đề sang dư tứ thuyền nhà thập bát thiên thiên đế dục nhự thiên trung lục thiên thiên đế hiểu thiên trí tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đế thái thượng tam nguyên tam phận tam quan đại đế nam cực bắc đầu trường sinh tử vi đại đế vì là ba thú thập nhân liệt diệu tính quân đầu là giả nhân phí nhân đằng nhật thiệt thanh nhân chúng nhìn. Về nguyện là uy quang bất xả lên văn hữu tình tình giang đạo tràng. Tại bà chân ư trí tâm bay thịnh nhà nhà phủ trí tôn đông nhà thiên tể đại sinh nhân thanh đế quân nam nhà tư thiên chiêu thanh đế quân tây nhà kim thiên thuận thanh đế quân bắc nhà can thiên nguyên thanh đế quân trung nhà trung thiên sủng thanh đế quân nhà phủ gia thanh nhà thiết quyết thuộc nề đẳng chư tôn nề thần nề duy nguyện nề hoàng thi diệu lực quảng vận thần uy thịnh giáng bản đàn chứng minh công đức.
ở đây đình thủy đình thị lan lê đình trung lê đình hiến lê đình đơn ni lê đình hạnh lê đình huy vũ thị thu lê thị lịch đình thị gái lê đình sở hoàng thị thủy lê đình xỉu bùi thị toa lê đình xã nghi lê đình thìn đình thị nguyệt lê đình thắng ấy đặng thị tâm lê đình hạnh nguyễn ấy thị yên lê đình khôi đặng thị loan ni lê minh chính đình thị mai lê thị mẹ lê đình tân ni nguyễn ni thị hòa lê đình tự lê thị nguyên lê quang đạo lê đình nguyên lê thị mùi lê đình diện lê phạm thị thoa lê đình hải vũ thị mùi lê đình duẩn đào thị lộc lê đình bình nguyễn thị bích lê đức thịnh phạm thị xuân lê đình hải trần thị thủy lê đình nghiệp phạm thị hồng dung lê đình hoạt trần thị hồng lê đình cường phạm thị hồng lê đình hiển bụi thị hằng lê đình nam đặng thị thủy lê đình tuân nguyễn lê thị quý lê đình khôi đặng thị thuy lê đình tuân lê đình tần đỗ thị ni lê đình cảnh hội thị trang trần thị vui lê đình quế phạm thị niệm lê đình tuyển trần thị tám lê đình toàn phạm thị hải lê đình định phạm thị hà lê đình liệu đặng thị phương lê đình nam hoàng thị phúc lê đình hiệp mỹ đỗ thị yên lê đình hoàn nguyễn thị ngoan lê đình thao ấy trần thị an ni lê đình đời đặng thị quý lê đình thắng lê đình toàn lê đình viết nguyễn thị sơn lê đình dượng đặng thị chỉ lê đình dũng lê đình sĩ lê đình hạnh lê đình quý lê đình khải lê đình thảo lê đình lão lê nguyễn thị tị lê đình sức nguyễn thị thanh nữ lê đình việt đình thị võ lê đình phong lê đình cảnh lê đình sách lê đình bút lê đình bảng lê đình khang lê đình khanh lê đình hỏi lê đình toàn lê đình dũng lê đình hùng lê đình mạnh lê đình hùng lê đình dũng lê đình ninh lê đình chiến lê đình miễn lê kiều thị huệ lê thị thanh hoàng thị ngàn lê thị đình thủy lê đình thắng lê đình trì lê đình thăng lê đình đại lê đình hải lê đình hưng lê đình dương lê đình động lê đình dũng lê đình tiến lê đình trang lê đình hoan lê đình tuấn lê đình hoàn lê đình toàn lê đình phương lê đình sơn lê đức anh nguyễn thị hân trần thị nghiêm lê đình u lê đình diệp lê đình minh lê đình doan nguyễn thị tuyết loan lê đình nội nguyễn thị hòa lê đình hương nga lê đình nam hương lê đình thân vũ thị bích thảo lê đình
dư lê đình bình lê đình huy nguyễn thị bảo liên lê đình dương trần thị mai lê đình toàn lê thị ninh lê thị chỉ lê thị nhóc lê đình thép xuất đồng tộc nam vũ lão âu đồng tộc chư gia chư nhân thành tâm tiên cúng đẳng tự nhận này ngưỡng căn liên tòa phú giám phàm tâm môn niệm thần đăng sinh cư chung giới mệnh thuộc tượng cung hạ càn khôn phú tai chi hồng ân cảm nhật nguyệt chiếu lâm chi đại đức thần hôn xuất nhập khởi vô thiện ác chi khai tuệ nguyện lưu hành nạn biến cát đung chi vạn khâu phi khâu đảo bằng nhất niệm chi thiện duyên nam đắc an ninh bảo tứ thời chi can khách do thị kim nguyệt pháp nhật đầu thành ngũ thể tịnh tim nhất tâm cùi sớ văn kiểm thân thượng tôn cung duy nam mô đạo phương vô lượng thượng chủ tam bảo kim liên tọa hạ nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư hòa thượng thích ca mâu ni văn phật thanh liên tọa hạ nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát liên tọa hạ nam mô ô mi giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát liên tọa hạ nam mô đại từ đại bi tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát hằng liên tọa hạ tăng giới thiên chúa chư phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc. Thượng này văn sơ thiên độc nhị cụ phụ thiên sơ thiên trình vô tòa thượng phật thánh chứng minh sơ ký tại đô chung cẩn thận hòa sinh vi văn ngôi phong tâm lòng phiêu phiêu bạc đà thành chú lực ra trị bạc nhã tâm kinh tụng bộ khuyên hoặc đồ di tâu cải hòa thiên hạ dị cảm phiền sứ giả để tấu nam tào đóng dấu bắt đầu chúa phê mạc cẩn phong ủy phó lô thiêu quên. Tiền ý, chưa bị linh quan tạ lễ tam bái mong thần lưu vị hộ trì ngưỡng bằng uy linh nhi chính nam tư thần cẩn tấu vì Việt Nam quốc Nam định tỉnh Bình là quyền Bình Lộc thị trấn vạn đồn tổ dân phố hiệu y vu từ đường lê đỉnh tàu sứ tư thượng phụng phật thanh nghiên cúng nhà
Đồng thiên thỉnh Phật tuyên kinh Phật xài tẩy uế an bị cung nghinh tắc thuyết trường thọ sự kim y thần tín chủ nga toàn gia nam phụ lão ấu thập phương anh em con cháu chung đẳng tình chỉ kia vì doanh cư thử trạch mỗi niệm quá khen hoặc cứ tìm cô từ đường sứ tú thiết kỳ an khánh trạch lễ sám thổ công thịnh phúc duyên si pháp đẳng nhất duyên tuân hải qua phạm tuyên diện chân ngôn nguyện tứ huy quang giác lâm pháp tỉnh cao hứng triệu tỉnh chân ngôn tận đường phụng thỉnh trước ti địa chủ vị chân phương cung kỳ cương linh chi ngũ phản tá thần kỳ chi chúa tể cung di đông phương kỉnh di quân nam phương bát văn quân tây phương lục nhung quân bắc phương ngũ đỉnh quân chúa hương tam tần quân cập thổ hầu thổ bá thổ mãnh thổ trọng thổ khảm thổ khanh thổ tử thổ tôm thổ gia quyến mi về an đi nguyện đi đồng thời pháp lực quảng quần thế tam vương bồ tát liên tọa hạ duy nguyện bất kỳ bản thể lẫn văn hữu tình giang võ đạo tràng thủ tư cung nhau đi nhất tâm an đi cùng đi tất thần tư cảnh khí tháo tính tượng chi huyền cơ kiểm khí ngũ quan điện chân phương cung khí chúa thể cung khí thừa thiên địa pháp hậu khẩu địa kỳ thần quân thiên địa hư không qua vắng thần kỳ tam giới uy linh vạn phương chúa thể thổ phủ chí tôn kỳ vũ lũy chân hoàng đại đế thông thiên đô phủ thổ địa chi quân vì ngã khi nguyện thì bị xích cung hướng tiêu anh mà hẳn linh ngờ thứ vị chân phương ngẫu giáng phó nhất tâm mi phụng tịnh mạnh cửa đường đề điểm nhận ra thiên đắc chi quyền triều thuộc địa tứ thông quán lớn cá đu chi à nguyện tùy thần đồng quán kinh thánh vị phương ương hiển biển quán minh cộng hoa đạo trà mi vô ca a mi pháp mơ tòa chàng chứng minh dũng bằng phó đô thiếu hoa Thank you.
chấn đông vương mặc bức tường quanh tả ma tàu tà hùng nga ác tiềm tà hà thần cản nghịch hà quỷ cản vương tư hoàn đệ ta tin chú đồng tộc an khang cấp cấp như luật lệnh. Đồng tộc duyên trường cấp cấp như luật lệnh. An chấn điện hoàn địa mạch sám tạ thổ công nghi thức được chu viện hoàn mãn kinh lễ thập phương nhất tâm kinh lễ thập phương tam giới thượng trụ tam đạo giới hương định hương chữ tuệ hương giải thoát chi tiến hương quang minh vân đại biến quang tới khổ cũng thập phương cùng theo ý nhớ thiên cung kính nhất tâm kinh lễ hạ phương pháp giới thượng trụ tam đạo chương quy mệnh sám hối thương nay ngã vị đệ tử chúng đẳng nhi dòng tộc ngã đế định khổ cận tam hữu pháp giới chúng sinh trí tâm sám hối bản tinh sở tạo chương ngã nghiệp giải do bồ đề tham thân si lòng thân cầu ý vị sở sinh nhớ thiên ngã tìm giải sám hối như thế nhớ thiên chư nghiệp chương vân giải điều thiện tâm bố thư huyền niệm trả mười phát nguyện dĩ quy mệnh lễ quan thế âm bồ tát biến nhân thiên tâm Phật tử chúng ta tụng lôi nha các chú vào đại bi thập chú sau đó vào thân kinh nhé. Tăng nghiệp chấn hôn mang tu ra đi tu ra đi tu ma đi ta tu ra đi tu ra đi tu ma đi sa ba Nam mô Diệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thệ Nguyện Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Diệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thệ Nguyện Quang Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Ngoại Lại Quán Âm Như Lai Thường Cử Nam Hải Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Trụ Sa Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tâm Thanh Cứu Khổ Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hàng Đà Ba Chư Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Vương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Chúa Gia Tăng Vô Tổ Đại Quán Âm Như Lai Thể Diệt Tam Đồ Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bằng Nam Nhân Cầu Lễ Bái Quán Âm Như Lai Ra Tòa Giải Thoát Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thụ Ký Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đoàn Nghiêm Tân Vô Thị Trại Quán Âm Như Lai Quá Tu Thập Nhị Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Cao Huấn Tri Ân Phụ Mẫu Sinh Thành Chí Đúng Đại Vị Đính Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Thập Phương Tiên Thị Tri Ân Tứ Sự Cung Giảng Chí Đúng Đại Vị Đính Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe vị đệ tử chúng đẳng phổ cập tam hữu pháp đưa chúng sinh chi tâm phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não tam môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành tự tính chúng sinh thể nguyện độ tự tính tự tính pháp bốn thể nguyện học tự tính Phật đạo thể nguyện thành tự quy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là nghi thức tuyên kinh phổ môn cầu quốc thái dân an, dòng tộc tiêu trừ bệnh tật hoạn nạn, cầu tăng duyên phúc thọ, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, cầu bình an. Nghi thức tuyên kinh đến thời giờ này đã được chu viên hoàn mãn. Bây giờ mời dòng tộc chúng ta hướng về từ đường cùng với nhà chùa để cử hành vào nghi thức tiếp theo, đó là nghi thức cung nghinh gia tiên tiền tổ và yên vị. Bây giờ các vị chúng ta hướng về ngôi tổ đường cùng với các sư sẽ vào nghi thức tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
pháp sự định toàn đồng đồng hậu về chúng sanh hiện thành công nên điền lệ lịch đại tổ tiên liên quốc cung ngũ bá âm dương lượng đại thừa tám giới hoa tiên gia chỉ pháp huệ tài khí nhân sinh quyến sai thập phương giao ưu tịnh huệ chân ngôn cần lương đạo bất thông diễn kim phần hương kiền thành cũng giảng ra tiên tổ khảo tỷ ba thúc quyền tôn đăng chư chân linh trượng thử chân lương phổ đồng cũng ra tư thần cẩn tấu vì Việt Nam quốc Nam định tình vĩnh lộc yên mỹ lồng thị chân vạn đồn tổ dẫn phố hiện nề cư tại đại từ và tôn từ ê vô ngã thượng phụng là tiên tổ hiến cung giả tâm thiên tiết giới thịnh phật tuyên kinh mẹ sang tạ thổ công nguyên điện hoàn long mạch chân trạch cung thịnh gia tiên lấy hương tử đường báo đương thủ ân tiền sám sinh nhân hậu sám tổ tiên báo đương thủ ân quy bỏ phần tiền thí thực cô hồn khất cầu tài cầu lộc cầu phúc cầu bình an cầu tăng viên trường thọ cầu thương mại hanh thông giải trừ bệnh hạn tai ương kỳ nguyện âm dương tương thanh quân lợi sự kim mỹ thần mỹ hậu duệ ê âu nam phụ lão âu chữ gia chữ nhân đồng tộc ê lễ thủ lệ thái thân triều đình ta biên bất mũi giá văn chiến lớn bằng tất tạo lực ra chỉ vụ dịch kinh thời lại văn phó như tốc chi ăn bằng tổ vị lai tiểu pháp duyên giang phó từ đường thủ hòa thính nhất tâm phụng thỉnh lưỡng nghi phu tái bạn vật sinh thành nghiêm cư chi đức tường thiên tử tỷ chiến phôi địa phúc dục đề thế tâm ý hôi di càn tiểu thân nghiên cần thủ đầu dục tịnh hận phong suy đại đức vô vong hà nhật báo kim bằng cụ liệt tồn tu phần hương triệu thỉnh kinh thỉnh tổ tiên lê đình tổng đại tôn từ duy nguyện tôn linh bất muội tính phách như tồn trưởng thánh đứng vị lai lâm giả thần cống dẫn trí nhất chân kiết tình ngộ phúc trường thánh giang phó từ đường thủ tư cũng là nhà hòa thính nhất tâm phụng thỉnh càng khôn cao hầu
năn thù phú tái, tri ân phụ mẫu dưỡng sinh dục báo, cù lao chi đức khương thường tài, niệm túc giả vô phong, hậu dĩ lĩnh bồ điều hà nhật hiệu bồng diện mục thông nguyên đường tịch, mặc cơ niên tay đồ âm dung đắn tịch, chân tu thần hôn phụng sự sàng đầu, do tự kiều y trưởng án ni thượng phố trần tân chớ đậu kính thành dữ tài cám cách nại hà thị nhật kim thời phần hương kính thỉnh thu vi cung ngày tiên ni tiên tổ lê đình tôn từ cao cao chi tổ, cao cao tổ khảo, cao cao tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao nam mạnh tướng cô di tỷ ngoài thương chi tùy tổ, hạ cập huyền viện chi tôn tổ, cô mạnh tướng cô tổ bà cô ông manh cô cậu bé đỏ tài gia thai nhi sàn nàn hiệu danh vô hiểu, hiểu hiểu vô danh hoặc thất lạc gia phả thất lạc nghề hai cốt thất lạc hình hài thất lạc mộ phần đằng đằng chư vị hương linh đồng trưởng lương duyên quân siêu tình cảnh duyên nguyện nề hồn như tài nhật phách nhược sinh thời bằng pháp lực chi hoàng thâm trượng thần cống như dẫn chi tam duyên vinh đoàn thập địa đốn siêu giang phó từ đường thụ nhất tâm năng nghề phụng thỉnh tài xuất bảo thái thánh nhân quan thử đồng bí ai vân thân kiểu kinh vô hương khiếp thông lĩnh tây hải tốc trí giang phó từ đường thủ tư quân đại và cho công trí tâm banh thỉnh nga nhất tâm phụng đỉnh thiên sinh địa dục nhật dương nguyệt âm hữu sinh hữu tử số giã đồng kham tử vọng phụ hề tâm hoài kiết thiết thế tưởng phụ hề tuế nguyệt thâm thâm thì dung mạc đồ đông tiết thích lâm tư duy liệt vị kịch thiết ai thầm phụ nguyệt bằng tứ pháp hủy tài địch thân tâm thì bàn đồ dĩ nga không xử nhất trần chi bất nhiễm chân linh tịch diệt tịch phách tiêu giao giáo kho từ đường thủ đoàn vạn chân hương chi tâm bài thỉnh nhất tâm phụng thỉnh quyến khu lai hề quyến khu lai nhất linh tiệt nhập mãn bảo thái hóa thân thiên thượng trận kim sắc nguyệt đồ chân hề quyến khu lai phục về ba thúc huynh đệ cô di tỷ muội nhất thiết đẳng hồn họ cứ tây chúc đức bẩm thông minh hoặc tại quyền cung thác cứ địa phủ hoặc tai phần mộ chi trung hoặc cư lâm tế chi nội duy nguyện trưởng thánh đức nhị lai lâm thác tư duyên nhi tốc trí giang phó từ đường thổ tử công tác trần từ tiên bạch trở mi văn nền hồ về mộc chi hiệu quán ngân hải tài nhà giáp tài bồi chất bảo ngữ cản hôn nhân hiệu thân thể áp tầng trần dưỡng đức tư nhân tông tổ dục đắc an ninh ư hậu duệ tu bằng thiên nhiên
Trên bản từ tiền lệnh viên hữu kỷ Việt Nam vương đeo tình tình nữ lầu quyền mỹ lầu thì chân bản đồn đồ dân phố hiệu lệnh vũ đi lê tộc tôn từ đường sư quy thượng phụng này tiên tỏ hiền cũng dạng đồng thiền tiên lễ thỉnh phật tuyên kinh sáng tạ thổ công đèn hoàng nhịu thứ long mạch cùng thỉnh gia tiên linh ứng từ đường báo đức thù ân tiền sát sinh dân hậu sáng tổ tiên quy vọng phật tiền thí thực cô hồn giải trừ vận hạn tái hương cầu tài cầu lộc cầu phúc cầu bình an cầu tăng duyên trường thọ gia nội bình an nhân khang vật thịnh kỷ nguyện âm siêu dương khanh quân lợi sơ kim thần các gia các chủ tiên chủ trưởng tộc này Lê Đình Tuân Dương Thị Hồng Lê Anh Tu Hoàng Ngọc Quỳnh Lê Đình Thắng Đinh Thị Hiếu Lê Thị Lê Đình Ngầu Long Đinh Thị Đất Mì Lê Đình Cận Trần Thị Phượng Lê Đình Thành Nguyễn Thị Cảnh Lê Đình Lượng Lê Thị Tân Lê Đình Hoành Đinh Thị Xuyên Lê Đình Tuyên Bùi Thị Xuân Lê Đình Thọ Đặng Thị Thoá Đặng Đình Dũng Lê Thị Tiến Lê Đình Minh Lê Phạm Thị Liên Phạm Thị Thảo Lê Đình Hệ Đình Thị Đông Đặng Thị Láng Lê Đình Hương Đặng Thị Vĩ Trần Thị Nhẫu Lê Đình Kiên Phạm Thị Thùy Đặng Thị Bé Lê Đình Hồng Trần Thị Duyên Lê Quốc Huy Trịnh Kim Triều Lê Đình Ương Lê Thị Hường Lê Đình Hà Đinh Thị Hảo Lê Đình Khá Phạm Thị Linh Lê Đình Quyên Lê Thị Loan Lê Thị Thơm Lê Đình Soi Trần Thị Theo Lê Đình Thuyết Trần Thị Thí Đình Thị Mỏng Lê Đình Sát Phạm Thị Thìn Lê Thị Lan Đình Thị Ngào Lê Đình Nhuận Phạm Thị Oanh Lê Đình Trung Phạm Lê Thị Thủy Lê Ngọc Hiến Trần Thị Liên Lê Đình Thủy Đình Thị là Lê Đình Trung Lê Đình Việt Lê Đình Đơn Nì Lê Đình Hạnh Lê Đình Huy Vũ Thị Thu Lê Thị Lịch Đình Thị Gái Lê Đình Sở Hoàng Thị Thủy Lê Đình Sửu Bùi Thị Thoa Lê Đình Xã Lê Đình Thìn Đinh Thị Nguyệt Lê Đình Thăng Đặng Thị Tâm Lê Đình Hải Nguyễn Thị Yên Lê Đình Khôi Đặng Thị Loan Lê Đình Chính Đinh Thị Mai Lê Thị Mẹ Ngũ Lê Đình Tấn Anh Nguyễn Thị Hòa Lê Đình Rượu Lê Thị Nguyên Ninh Quang Ngày Đào Lê Đình Nguyên Lê Thị Mùi Lê Đình Diện Phạm Thị Thoa Lê Đình Hải Nguyễn Thị Mùi Lê Đình Nhuận Đào Thị Lộc Lê Đình Bình Nguyễn Thị Bích Lê Đức Thị Phạm Thị Xuân Lê Đình Hải Trần Thị Thủy Lê Đình Đình Phạm Thị Hồng Dung Lê Đình Hòa Trần Thị Hồng Lê Đình Cường Phạm Thị Hồng Lê Đình Hiển Bụi Thị Hằng Lê Đình Nam Mê Đặng Thị Thủy Lê Đình Tuân Nguyễn Thị Quý Lê Đình Khôi Đặng Thị Thúy Lê Đình Tuân Lê Đình Tần Đỗ Thị Mỹ Lê Đình Cảnh Bùi Thị Trang Trần Thị Vui Lê Đình Quế Phạm Thị Niệm Lê Đình
tuyền chẳng thị tám lễ tình toàn phạm lễ thị hải lễ tình định phạm thị hà lễ tình liệu đặng thị phương lễ đình nam vạn thị phúc lễ đình hiệp đồ thị yến lễ đình hoàn nguyễn thị ngoan lễ đình thao trần lễ thị yên lễ an ni lê đình lơi đặng lê thị quỳ lê đình thắng lê đình toàn lê đình biết nguyễn thị sơn lê đình nhượng đặng thị chỉ lê đình dũng lê đình sĩ lê đình hạnh lê đình quý lê đình khải lê đình thảo lê đình thảo lê nguyễn thị tịch lê đình sức nga nguyễn thị thành nữ lê đình biện đình thị võ lê đình phong lê đình cảnh lê đình sách lê đình phút lê đình bảng lê đình kháng lê đình khanh lê đình hợi lê đình toàn lê đình dũng lê đình hùng lê đình mạnh lê đình hùng lê đình dũng lê đình ninh lê đình chiến lê đình miễn kiều thị huệ lê thị thanh a hoàng thị ngàn lê đình thủy lê đình thắng lê đình trì lê đình thăng lê đình đại lê đình hải lê đình hưng lê đình dương lê đình rộng lê đình dũng lê đình tiến lê đình giang lê đình hoan lê đình tuấn lê đình lê đình hoàn lê đình toàn lê đình phương lê đình sơn lê đức nhị anh nguyễn thị thân trần thị nghiêm lê đình lê đình diệp lê đình minh lê đình doan nguyễn thị tuyết ý loan lê đình nội nguyễn thị hòa lê đình hưng lê lê đình nam mỹ hương lê đình thông vũ thị bích thảo lê đình dư lê đình bình lê đình huy nguyễn thị bảo liên lê đình dương trần thị mai lê đình toàn lê thị lính lê thị chỉ lê thị nhóc lê đình thép hợp đồng ấy nam phụ lão ông chư gia chư nhân hậu duệ lê đình tôn từ chư gia chư nhân các giang các chủ toàn gia chúng đẳng tức nhập ngưỡng các nghênh môn nam ni môn niệm phao vi nhân từ cảm điểm tống ni thân sinh tiền hoặc thập ác vị ẩn trừ một hào hoa tiếng u ư a viên ni khổ hoặc nam sinh thất tình chi vọng hoặc nữ thầm ngũ lậu chi kiến sự hoặc ác ẩn nhi thiền nề dương tổn nề tha ích kỷ những ngoại khúc liệu ra thung chẳng nề âu hoài hoài chi nề vô và nam nữ thanh xương nhi a ba thần 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 là tinh vô nhân quy tiết bình doanh trì chi cẩn sơ thiền văn tân sửu niên thất nguyệt thập mê phúc sinh nhập ni dòng tộc ê a lê đại tôn tử chúng đẳng thành tâm phụng ngày ra chỉ pháp sự thần sa môn hòa nam nữ trẻ già vẫn tập về đây để thành tâm thiết lễ trên là cúng mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát chư hiển thánh chúng và khao các quan của ngũ phương long mạch cũng như là tạ lễ tổ công và thứ nữa là tuyên kinh ba thí cho 12 loại cô hồn, những cô hồn
các đảng không nơi lương tựa, không nơi thờ cúng, phảng phất ngọn cỏ cành cây, các chốn hoang vu vân vân. Hôm nay chúng ta mời về đây để thụ hưởng hương hoa thừa lọc Phật cháo nẻ, đó là về phần nghi thức thí cho 12 loại cô hồn. Để sau nghi thức đó thì chúng ta sẽ trở lại nơi từ đường Lê Đại Tôn Từ, là một dòng tộc lớn từ xưa có chữ cổ viết ở treo ở trước nơi thờ phụng tiên linh của chúng ta nơi đây. Và chúng ta đã vừa rồi làm nghi thức cung nghinh tiên tổ nhiều đời nhiều kiếp trong dòng tộc để linh ứng từ đường để chấp mà kỳ lệ bạc, chấp lễ xuất bái, chấp kêu chấp cầu để phù hộ cho anh em con cháu trong hậu duệ dòng tộc, những người ở địa phương cũng như những người tha phương đều được mạnh khỏe bình an, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Ở Việt Nam ta luôn lấy cái đạo biết ơn tri ân báo ân của tổ tiên ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay ông sư về đây rất là hoan hỉ, dòng tộc của chúng ta đây cũng rất là hoan hỉ, được thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi việc được tốt lành. Thì ông sư xin chúc cho các cụ ông, các cụ bà, các ông các bà, anh em cô đi chú bác, cháu luôn luôn được sức khỏe dồi dào, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Và kính chúc cầu chúc mười phương chư Phật tiếp dẫn các chư vị chân linh tiên tổ chúng ta được siêu thoát về miền tịnh cảnh, luôn ban ơn gia hộ cho toàn thể dòng tộc của chúng ta cũng như là đất nước luôn được phồn vinh thịnh vượng và tận bệnh luôn được tiêu trừ. Thời giờ này đã công việc đã chu biên hoàn mãn, và toàn thể các quý vị chúng ta nhất tâm vào chiêm bái và tạ lễ tổ tiên của chúng ta như thế đã được viên mãn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Anh em trong họ vừa rồi chúng ta đã được nhà chùa lễ cầu Phật và lễ thổ lương an vị, thay mặt cho toàn thể các cụ ông có bà và anh em trong họ xin trân trọng cảm ơn nhà chùa đã bớt chút thời gian để cho gia đình chúng tôi, và cũng xin mời nhà chùa cùng toàn thể các cụ ông các bà và anh em trong họ sau phần nghi lễ này sẽ ở lại cùng thụ lộc hoan hỉ chung vui với những cái thành công lớn của họ gia đình chúng tôi.